Đi đi, đi đi. Nó lại ở đây, đi ra trên lưới kia đi để còn không bị sao chứ. Bốn mắt đâu rồi, tóc xanh đâu rồi? Chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp quần áo gói ghém lại, chuẩn bị đi Đà Lạt chơi nhá. Đáng nhẽ là cái thằng tóc xanh nó phải ở nhà trong nhà đấy, thế mà ông nó lại cứ đòi nó phải cho nó đi cùng. Thế lại phải cho nó đi cùng, tốn bao nhiêu là tiền vé máy bay, tiền khách sạn. Mẹ ơi, thành phố Đà Lạt thế này đẹp ơi là đẹp đi. Xong chưa? Xong rồi thì đi vào trong nhà vệ sinh, cọ bồn tắm cho mẹ rồi xả đầy nước ra để mẹ vào tắm nhá. Ủa ôi, bồn tắm to thế là đầu tiên mình thấy bồn tắm to như này đấy. Wow, giường này êm ơi là êm luôn, khác hẳn giường nhà mình luôn, ấm quá. Đi xuống, đi xuống. Xuống. Cái giường này chỉ nằm được 2 người thôi, mẹ với cái bốn mắt nằm rồi. Mày đi tìm chỗ khác mà ngủ. Mẹ ơi, chỗ này đẹp quá luôn, có nhiều người nước ngoài quá. Đẹp lắm, đẹp lắm. Đi mất tiền chứ đẹp. Ui lạnh quá. Lạnh buồn quéo cả trần luôn. Ngắm nghía gì ngắm nghía nhanh lên, rồi cả đi về. Bây giờ mình sẽ đi đâu nhỉ? Ôi, ở đây có trò chơi này. Trò chơi, chơi ống kìa. Mẹ ơi, mẹ cho em bốn mắt với con đi trò này đi ạ. Trượt 1 km luôn. Trượt ống 1 km luôn các bạn ạ. Em ơi, đi chậm thôi nhá. Em thấy trò này nguy hiểm bạn lắm ơi, chỉ cần đẩy là nó đi, kéo là nó phanh. Em lại rồi, cẩn thận phanh gấp quá người ta đâm vào đít mình đấy. Ghê quá. Chạm tôi. Ui, nghiêng. Nghiêng. Bám chặt với em ơi. Đi 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 đi. Không ngã được đâu. Có cái dây bảo, có cái bảng chứ. Người nghiêng. Chỗ này chúng ta đi nhanh một chút để tận hưởng cảm giác mạnh nhở. Mẹ mà đi cái mẹ chứ. Ôi, chỗ này cao quá này các bạn ơi. Trời ơi, nhìn xuống dưới mà thấy á, ghê cả người luôn. Em đi chậm thế á, đi nhanh chậm lắm. Kéo, chỗ này phải đi chậm. Đi đi, nó lại ở đây, đi ra trên lưới kia đi để còn không bị sao chứ. Trời ơi các bạn ơi. Chỗ này là rất dễ rơi nên người ta căng lưới ở đây này. Người cảm giác nghiêng mà sắp nghiêng ra khỏi xe luôn ấy. Đi đi, trời ơi, có một đoàn xe đi đằng sau mình kìa. Sao được, nó đuổi mình. Cho các bạn xem đằng trước nè. Chúng ta có thể đi. Ê, chỗ này cao quá à. Ôi, em bốn mắt đi nhanh thế. Em bốn mắt đi hơi bị mà gắt luôn. Em bốn mắt đi nhanh lắm. Đi nhanh chỗ này đi, đi nhanh qua chỗ này đi.
sợ quá các bạn ơi. Ghê cả người luôn. Ôi. Nhưng mà núi cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Quên ngắm cảnh luôn bởi vì là quá sợ. Thôi bây giờ chúng ta hãy đi từ từ để ngắm cảnh. Ôi giữa rừng rậm. Hòa mình à, chúng ta đi vào trong rừng rậm rồi. Thích quá. Wow các bạn ơi. Rất là vui luôn, đúng là mình đã Yeah, em bốn mắt càng ngày em bốn mắt càng lái luộng. Wow, đằng trước có một cái dốc, trời ơi. Sướng quá, mát quá. Chúng ta rất là thích. Chúng ta đi. Bây giờ thì quên rồi. Em bốn mắt ơi, đi phanh đi. Chỗ này có thể đi nhanh được đấy. Thích quá. Đã quá các bạn ơi. Đã lắm luôn. Ôi, chúng ta vẫn đang đi tiếp này. Ở bên dưới có một cái thác các bạn ạ. Ở dưới kia có một cái thác. Đau tim quá. Ôi cái khúc đấy tự nhiên người mình bị lật ra một bên sợ quá. Giảm tốc độ. Hết đường trượt chúng ta phải giảm tốc độ. Làm tốc độ bị ngã rồi. Đang kéo rất đang giữ. Báo rất là chắc này. Mình đang rất là hồi hộp luôn. Ôi. Ê, chúng ta về đích rồi. Về đích rồi, thích quá, mình muốn đi lại thêm 10 lần nữa. Chúng ta vẫn còn một đường khứ hồi nữa về. Thích quá, nhưng mà chúng ta có thể đi chơi. Chúng ta có thể đi chơi một lúc rồi quay lại. Nha. Thích quá này các bạn ơi. Sau khi mà chúng mình đi hết, anh em mình đi hết đường trượt là chúng mình gặp một con tháp rất là to và đẹp luôn ấy. Đây này. Wow. Chúng mình sẽ cùng nhau chụp ảnh ở đó. Mình thích đường trượt vừa nãy quá, mình muốn đi lại thêm vài lần nữa cơ. Lần nữa sẽ cho anh Tóc Xanh lái thử. Chụp tự động kìa. Nghĩa là lúc nãy mình mà đi trên cái trượt xe trượt hay có một cái máy của mình tự động. Ta đây đã sẽ in ảnh cho mình luôn. Mình sẽ vào xem là có hình của mình không các bạn ơi. Có lẽ là có thể có hình của chúng mình đấy. Chúng mình vào xem là có hình của chúng mình nhá. Chắc là hình của tớ sẽ rất là kinh. Ok, mình được nhìn một cái tháp to như thế. Mình được nhìn tháp. Chúng mình lên trên đỉnh của cái thác kia để xem đi. Đẹp lắm. Ước gì ngày nào mình cũng được ở đây luôn để mình được đi xem thác và được trượt máng trượt. Thích quá. Chúng tớ được đi một cái thang máy ở giữa rừng luôn này. Đây. Đi xuống bên dưới vực này. Ôi sợ quá trời. Thực ra cái kính nó hơi đục cho nên là không nhìn thấy gì lắm các bạn. Không thể ghê lắm. Cái kính nó hơi bị bẩn với cả đục cho nên là giống như kiểu đi xuống là thang máy bình thường luôn. Ôi khác kìa. Nó to lắm luôn, có chảy rất là mạnh luôn. Nước bắn tung tóe trắng xóa luôn. Thôi bây giờ chúng mình sẽ quay lại điểm cũ để gặp mẹ nha. Tớ đang leo lên dốc nè. Đây là đường trở về. Trên đường đi rất là đẹp luôn, có cả vườn rau này các bạn ơi. Vườn rau một tẹo. Quên rồi, được ngắm cảnh nữa. Thích quá. Ôi con ơi, con gì sợ quá con ơi. Mẹ sợ con này lắm. Linh tẩu, mẹ con linh tẩu. Mẹ con tê giác nè. Con tê giác. Ô, con tê giác to thế. Ôi dồi ôi, con ơi, hình như tí nữa cái xe này nó sẽ lao lên xong rồi gieo xuống con ạ. Rồi sợ lắm. Mẹ sợ lắm con ơi. Hổ trắng. Hổ. Con hổ trắng. Con hổ con ơi. Con hổ kìa.